7 năm tù, 5 năm quản chế, trong khi người ta không có tội gì hết. Lưu manh không? Mang rợ không? Rất là mang rợ, một chế độ mang rợ, xử phạt những người yêu nước như thế này. Người ta đâu có phải là treo cờ Phúc Kiến đâu. Cờ Phúc Kiến mới là cờ của giặc Tàu. Mấy thằng phản bức mới dùng cái lá cờ Phúc Kiến. Làm sao mà mình có thể mình chấp nhận được những cái chuyện mà vô lý như thế? Người yêu nước là bắt bỏ trong tù, còn người phản bức thì mới ghê như Nguyễn Phú Trọng đó. Nguyễn Phú Trọng mà đeo cái dòng xích chó của thằng Tập Cận Bình nó treo vào cổ, mấy người đó thì ung dung ở ngoài vào dòng phóng.